Phần 1. Nguyên nhân chính yếu. Tinh túy giác ngộ. Như chúng ta đã thấy, ta cần được giải thoát khỏi bản tánh mê lầm của sinh tử và đạt được giác ngộ tối thượng. Tuy nhiên, ta có thể suy nghĩ một cách chính đáng. Nếu tôi hay những người tầm thường như tôi cố gắng, thậm chí hết sức nỗ lực, làm thế nào chúng tôi có thể đạt được giác ngộ? Thực ra nếu người nào đó thực hành với nỗ lực to lớn người ấy không thể không đạt được giác ngộ vì sao bởi mọi hình thức chúng sinh hữu tình trong đó có chúng ta đều sở hữu nguyên nhân chính yếu trong chúng ta có tinh túy của sự giác ngộ trong samadhi Rajasuta, tama địa vương kinh nói tinh túy giác ngộ sugata gappa hoàn toàn thấm đẫm tất cả chúng sinh. Trong Mahamari Mari Nivana Sutra, Kinh Đại Bác Niết Bàn, bạn ngắn nói, Tất cả chúng sinh đều có tinh túy giác ngộ, Tathagata Bhaga. Ngoài ra, trong Kinh Đại Bác Niết Bàn, bản dài nói, Giống như bơ hoàn toàn thấm đẫm sữa, tương tự như thế, tinh túy giác ngộ thấm đẫm tất cả chúng sinh. Trong Mahayana Sutra Lankara, Đại thừa Trang Nghiêm Kinh luận cũng nói: Như thị, Tathata thì đồng nhất đối với tất cả và mỗi một chúng sinh. Nó là cái gì thuần tịnh. Vì thế, bản tánh giác ngộ Tathagata là tinh túy đích thực của tất cả chúng sinh. Các lý do khiến tất cả chúng sinh đều có tinh túy giác ngộ này là một Dhammakaya, Pháp Thân, Tánh Không, Thấm Đẫm Tất Cả Chúng Sinh 2. Tinh túy phổ quát, Dhammata, Pháp Tánh Như Thị, Tathata, thì không có sự phân biệt Và ba Tất cả chúng sinh đều có tiềm năng giác ngộ Điều này cũng được nói đến trong Maha Yanottara, Tantra Satra, mật điển vô song. Mọi sinh loài luôn luôn có tinh túy giác ngộ bởi sự tỏa khắp của gia, thân, giác ngộ viên mãn, bởi sự không thể phân chia của chân tánh, của các sự việc, vạn pháp, và bởi sự hiện hữu của một tiềm năng. Một, hãy khảo sát lý do thứ nhất. Ta được biết là Pháp thân thấm đẫm mọi chúng sinh. Phật là Pháp thân và pháp thân là tánh không bởi tánh không là cái gì thấm đẫm tất cả chúng sinh nên tất cả chúng sinh đều có tinh túy của phật quả hai lý do thứ hai là tinh túy phổ quát bản tánh đích thực của các sự việc của vạn pháp thì không có sự phân biệt điều này có nghĩa là dù chúng sinh tốt hay xấu lớn hay nhỏ cao hay thấp không có sự khác biệt giữa tinh túy phổ quát trong chư phật và tinh túy phổ quát trong chúng sinh vì thế chúng sinh có tinh túy của chư phật ba lý do thứ ba là chúng sinh có tiềm năng thành phật họ được nhận ra là có năm hình thức của tiềm năng phật các tiềm năng này được tóm lược như sau những người có tiềm năng giác ngộ có thể được tóm tắt là thuộc về năm nhóm những người bị cắt đứt tiềm năng, những người có tiềm năng không rõ ràng, tiềm năng thanh văn, tiềm năng Phật độc giác và tiềm năng đại thừa. Một, những người có tiềm năng bị cắt đứt. Những người này được mô tả bằng sáu đặc điểm. Không có cảm thức về phẩm giá hay cảm thức xấu hổ, không có lòng bi mẫn vân vân. Đại sư vô trước vĩ đại đã nói về họ như sau mặc dù nhận ra những lỗi lầm của sinh tử họ chẳng hề chán ngán mặc dù hiểu biết những phẩm tính của các bậc giác ngộ họ không có chút niềm tin nào ở các ngày không có sự tự trọng hay một cảm thức xấu hổ và thậm chí không có chút xíu bi mẫn nào thậm chí họ không cảm thấy hối tiếc về những hành vi bất thiện mà họ đắm mình trong đó do bởi sáu khiếm khuyết này họ hoàn toàn chưa sẵn sàng cho việc giác ngộ trong đại thừa trang nghiêm kinh luận cũng nói chắc chắn là một số người chỉ dấn mình vào những ác hạnh một số thường xuyên hủy hoại những gì tốt đẹp những người khác thiếu những đức hạnh có lợi cho sự giải thoát họ thiếu tất cả những gì có thể là tốt lành ở một cách nào đó mặc dù những người có những đặc điểm ở trên được coi là có tiềm năng bị cắt đứt điều này ám chỉ họ phải trải qua một thời gian dài dằn dặc trong sinh tử nhưng không có nghĩa dứt khoát là họ đã bị chặt đứt mọi cơ hội để đạt được giác ngộ nếu nỗ lực họ có thể đạt được giác ngộ vì điều này maha karuna bundarika sutra kinh đại bi liên hoa có nói Ananda, nếu có người thiếu sự thuần thuộc tâm linh để đạt được niết bàn, tung một đóa hoa lên không trung, trong khi chỉ nghĩ tưởng đến Phật quả, người ấy sẽ có kết quả là niết bàn. Ta quả quyết rằng, người đó sẽ đạt được niết bàn và sẽ thể nhập cùng đích tối thượng của nó. Hai, Những người có tiềm năng không rõ ràng. Số phận của họ phụ thuộc vào hoàn cảnh. Những người tu tập dưới sự dạy dỗ của các vị thầy thanh văn, nối kết với các thanh văn, tìm kiếm kinh văn của thanh văn, hiện có tiềm năng thanh văn thì hiển nhiên là sẽ thực sự trở thành các thanh văn. Cũng thế, những người gặp các hoàn cảnh liên quan đến Phật độc giác hay đại thừa sẽ đi theo con đường Phật độc giác hay đại thừa. Ba những người có tiềm năng thanh văn. Đây là những người sợ hãi sinh tử, tin tưởng ở Niết Bàn, nhưng ít lòng bi mẫn. Các kinh điển nói, họ sợ hãi khi nhìn thấy những khổ đau của sinh tử. Họ có niềm tin thật rõ ràng ở Niết Bàn. Họ không hoan hỷ khi làm việc vì hạnh phúc của chúng sinh. Tiềm năng thanh văn có ba biểu hiện này. 4. Những người có tiềm năng Phật độc giác đây là những người mà ngoài ba đặc điểm trên họ có sự tự tin to lớn giữ kín về các vị thầy của họ và thích sống cô tịch có câu nói rằng như thế người hiền trí nên nhận ra tiềm năng phật độc giác họ nhàm chán sinh tử tha thiết niết bàn ít lòng bi mẫn vô cùng tự tin giữ kín về các vị thầy của mình và thích sống trong sự cô tịch Hai nhóm người trên, những người có tiềm năng thanh văn hay Phật độc giác, phát khởi hai khả năng để thực hành Yana. Những người phát triển hai khả năng này sẽ được hưởng những kết quả tương ứng như những gì họ thành tựu, không phải là Nirvana niết bàn. Vào lúc thành tựu, do bởi một điều kiện vô minh tiềm ẩn, họ sẽ thừa hưởng và hiện hữu trong một thân tinh thần vi tế. Có được nhờ hoạt động nghiệp bất nhiễm của họ trong quá khứ. Tuy nhiên, họ tin chắc rằng trạng thái thiền định sâu xa bất nhiễm mà họ đang có là niết bàn và họ đã đạt được niết bàn. Thực ra đó không phải là niết bàn thật sự và điều này có thể dẫn đến sự tra vấn về tính chất thích đáng của việc đấng chiến thắng thành tựu siêu việt giảng dạy hai con đường này cho họ. Thực ra, việc Đức Phật giảng dạy cho họ là hoàn toàn đúng đắn. Hãy xem xét ví dụ dưới đây. Vài thương gia từ cõi Diêm Phụ Đề khởi hành đến vùng đất ở bên kia Đại Dương để tìm châu báu. Vào một thời điểm trong chuyến du hành, trong khi vượt qua vùng đất hoang vu, họ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức đến nỗi nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm ra châu báu. Họ muốn quay trở về, tuy nhiên bằng các năng lực thần thông người chỉ huy của họ đã tạo ra một cung thành vĩ đại ở đó họ có thể nghỉ ngơi và hồi phục sức mạnh của mình giống như những thương gia trong ví dụ chúng sinh có quyết tâm yếu ớt sẽ hoàn toàn sợ hãi khi nghiên cứu về trí tuệ vĩ đại của chư phật và có thể cảm thấy công việc thành tựu phật quả thật đáng sợ vượt quá khả năng của những người như họ vì cảm thấy sợ hãi họ sẽ chẳng bao giờ đảm đương nổi sự giác ngộ hay họ sẽ bắt đầu nhưng từ bỏ công việc đó bằng cách giảng dạy hai con đường con đường thanh văn và phật độc giác đức phật làm cho họ đạt được trạng thái thanh thản an lạc của thanh văn hay phật độc giác trong sadama bundarika sutra kinh diệu pháp liên hoa có nói cũng thế tất cả các thanh văn có cảm tưởng rằng họ đã đạt được niết bàn được chư phật chỉ dạy rằng thật ra niết bàn của họ là một sự nghỉ ngơi khi các như lai biết rằng các vị này đã nghỉ ngơi và thanh thản trong trạng thái của một thanh văn hay phật độc giác các ngài khuyến khích họ tiếp tục thành tựu phật quả bằng cách nào các ngài gây hứng khởi cho họ bằng thân tướng toàn hảo, lời nói thanh tịnh và tâm thức cao quý của các ngài. Những tia sáng tuôn ra từ tim các ngài, chạm vào thân tinh thần của các thanh văn và vật độc giác. Sau đó, các như lai xuất hiện với thân tướng toàn hảo và nói những lời sau bằng ngữ thanh tịnh. Ô các nhà sư, chỉ bằng cách thực hiện những gì các ông đã làm, công việc không được thành tựu công việc chưa hoàn tất niết bàn của các ông không phải là niết bàn các nhà sư hãy đến gần như lai và chú ý những gì như lai nói hãy hiểu rõ lời dạy của ngài ngài thúc đẩy họ như thế điều này cũng được dạy trong các câu kệ của kinh diệu pháp liên hoa ồ các nhà sư như thế hôm nay ta đã chỉ dạy các ông rằng chỉ bằng điều này các ông sẽ không đạt được niết bàn và để có thể đạt được giác tánh tinh túy của đấng toàn trí các ông phải phát khởi một con sóng nỗ lực cao quý và vĩ đại bằng cách làm như thế các ông sẽ thành tựu giác tánh tinh túy toàn tri nhờ được thúc đẩy theo cách này thanh văn và phật độc giác sẽ trao dồi trí lực hướng tới đại giác ngộ sau khi hành xử như các Bồ Tát trong vô lượng kiếp, họ sẽ thành Phật. Chúng ta tìm thấy điều này được nói trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng giống như được nói trong Lankavatara Sutra, Kinh Lăng Già. Bằng cách thực hành Bồ Tát hạnh, các thanh văn không đạt được Niết Bàn sẽ hoàn toàn thành Phật. năm Những người có tiềm năng đại thừa Tóm tắt tiềm năng đại thừa được tóm lược bằng sáu chủ đề. Phân loại, tính chất cốt tủy của chúng. Các từ đồng nghĩa, các lý do khiến nó hơn hẳn các tiềm năng khác, các hình thức và tính chất riêng biệt của nó. 5A. Phân loại. Tiềm năng này có hai loại chính. A nhỏ, tiềm năng như hiện hữu tự nhiên, và B nhỏ, tiềm năng như điều gì được đạt tới một cách đúng đắn nhất. 5B, một phân tích về những tính chất cốt tủy của mỗi loại tiềm năng. A nhỏ, tiềm năng như hiện hữu tự nhiên. Đây là khả năng hiện hữu từ vô thủy và có được nhờ tinh túy phổ quát, pháp tánh, để xuyên khởi các phẩm tính giác ngộ. B nhỏ, tiềm năng như điều gì được đạt tới một cách đúng đắn nhất là khả năng làm xuyên khởi các phẩm tính giác ngộ có được nhờ sự trao dồi đức hạnh trong quá khứ. Cả hai phương diện trên của tiềm năng đại thừa khiến ta sẵn sàng thành tựu giác ngộ. 5C, những từ đồng nghĩa với tiềm năng. Nó được gọi là tiềm năng, chủng tử, yếu tố và bản tánh đích thực. 5D, những lý do khiến tiềm năng này siêu vượt các tiềm năng khác các tiềm năng thanh văn và phật độc giác thì thấp thoải vì để nhận ra những tiềm năng này ta chỉ phải diệt trừ che chướng ô nhiễm phiền não chướng tiềm năng đại thừa thì siêu việt bởi chướng ngộ trọn vẹn của nó bao gồm sự diệt trừ cả hai che chướng điều này khiến tiềm năng đại thừa trở nên vô song vượt xa rất xa tất cả những tiềm năng khác năm e những hình thức khác nhau của tiềm năng đại thừa tiềm năng có thể được kích hoạt hay ngủ yên tiềm năng được kích hoạt các biểu hiện của nó thật hiển nhiên các kết quả được thành tựu một cách đúng đắn nhất tiềm năng ngủ yên các biểu hiện không rõ ràng các kết quả không được thành tựu một cách đúng đắn nhất điều gì khiến cho tiềm năng được kích hoạt khi không gặp các điều kiện bất lợi và có sự hỗ trợ của các điều kiện thuận lợi, tiềm năng sẽ được kích hoạt. Ngược lại, tiềm năng vẫn ngủ yên, có bốn điều kiện bất lợi. Bốn điều kiện bất lợi, A nhỏ bị sinh trong một hình thức hiện hữu bất lợi, B nhỏ thiếu khuynh hướng quen thuộc, C nhỏ bị dính mắc trong những cách thí sai lạc, và D nhỏ bị phiền não bởi các che chướng hai điều kiện thuận lợi. A nhỏ, điều kiện bên ngoài do những người khác, có các vị thầy trong đời ta. B nhỏ, điều kiện bên trong, nhờ đó ta có một thái độ đúng đắn, sự khát khao điều tốt lành, vân vân. 5F. Những biểu hiện của tiềm năng này về các biểu hiện cho thấy sự có mặt của tiềm năng Bồ Tát này. Dasa ramaka Sutra Kinh Mười Phẩm Tính có nói, Tiềm năng của bậc hiền trí của các Bồ Tát được nhận ra bởi những biểu hiện của nó, giống như lửa được nhận ra nhờ khói và nước được nhận ra nhờ sự hiện diện của con chim nước. Những biểu hiện này là gì? Các Bồ Tát có sự an bình tự nhiên và không giả tạo trong tất cả những gì các ngài làm hay nói tâm các ngài không gian dối hay đạo đức giả và các ngài tràn đầy thương yêu và hỷ lạc trong những mối liên hệ với chúng sinh về điều này trong kinh mười phẩm tín có nói không bao giờ cộc cằn hay thô lỗ vượt lên sự giả dối và đạo đức giả và tràn đầy thương yêu đối với tất cả chúng sinh các ngài là những bồ tát ngoài ra như sự mở đầu cho bất kỳ hành động nào các ngài làm các ngài phát khởi lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh các ngài chân thành khát khao giáo pháp đại thừa các ngài sẽ đảm nhận một công việc khó khăn với sự nhẫn nhục không bao giờ khước từ vì e sợ tầm vóc của công việc và các ngài thực hành đúng đắn và tuyệt vời những điều luôn luôn là nguồn mạch của đức hạnh bản tánh đích thực của sự toàn thiện siêu việt trong đại thừa trang nghiêm kinh luận có nói lòng bi mẫn đi trước hành động của các ngài và những khát khao nhẫn nhục và thực hành các đức hạnh đúng đắn nhất các ngài nên được nhận ra qua những biểu hiện tiềm năng này của các ngài như thế trong năm loại tiềm năng ở trên tiềm năng đại thừa là nguyên nhân trực tiếp và chính yếu để đạt được phật quả các tiềm năng thanh văn và Phật độc giác cũng là những nguyên nhân để đạt được Phật quả, nhưng là những nguyên nhân xa hơn. Tiềm năng không rõ ràng thì đôi khi là một nguyên nhân trực tiếp, đôi khi là một nguyên nhân xa. Tiềm năng bị cắt đứt được coi là tượng trưng cho một nguyên nhân rất xa, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng giác ngộ. Vì thế, đó là một nguyên nhân vô cùng xa đối với sự giác ngộ như thế ta đã nhận ra rằng bởi có loại này hay loại khác trong những loại tiềm năng này chúng sinh có tinh túy của phật quả và điều này cũng được biểu lộ qua ba lý do ở trên cách thức thực sự mà họ sở hữu có thể được minh họa bằng các ví dụ bạc hiện diện trong quặng bạc dầu mè hiện diện trong những hạt mè hay bơ hiện diện trong sữa có thể lấy được bạc ở trong quặng có thể lấy được dầu ở trong các hạt mè, có thể lấy được bơ trong sữa và cũng thế, có thể đạt được Phật quả ở trong chúng sinh. Điều này kết thúc chương thứ nhất về tiềm năng giác ngộ trong tác phẩm Pháp bảo của sự giải thoát